Công an vào rạp kiểm tra đột xuất phòng chiếu phim Mai của Trấn Thành. Thưa quý vị, mới đây mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một số công an có mặc sắc phục và một số người mặc thường phục vào rạp kiểm tra khi phim Mai đang được trình chiếu. Theo một số người đăng tải đoạn clip, lực lượng chức năng vào đột xuất nhằm kiểm tra những người vào coi phim đã đủ 18 tuổi hay chưa. Việc kiểm tra của lực lượng chức năng khiến buổi chiếu phim phải dừng lại 30 phút. Những hình ảnh được lan truyền chóng mặt và cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng, nhiều người không khỏi bất ngờ xen lẫn những bình luận trái chiều. Một số ý kiến cho rằng việc cơ quan chức năng vào kiểm tra vì liên quan đến vụ học sinh vào xem phim Mai dù tác phẩm điện ảnh của Trấn Thành gắn nhãn 18+. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng việc kiểm tra này đôi khi làm ảnh hưởng đến trải nghiệm xem phim của khán giả. Trả lời phóng viên về việc kiểm tra độ tuổi khán giả xem phim Mai gây xôn xao dư luận, đại diện cụm rạp Cinestar cho biết video đang lan truyền trên mạng được quay tại một cụm rạp của đơn vị này ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Khi đó, đoàn thanh tra của phường Nguyễn Cư Trinh đột xuất kiểm tra bên trong một phòng chiếu Mai bộ phim gắn nhãn 18+ của Trấn Thành. Động thái này xảy ra ngay giữa lúc chiếu phim và không có khán giả nào dưới 18 tuổi. Về vấn đề khán giả khai không đúng tuổi, các rạp không kiểm soát giấy tờ tùy thân, ông Lê Thanh Liêm, chánh thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cho biết, thanh tra Bộ thường xuyên chỉ đạo kiểm tra việc các rạp chiếu phim chấp hành đúng quy định pháp luật về điện ảnh, trong đó phải đảm bảo tuổi vào xem phim đúng như dán nhãn. Trước thông tin về một số rạp kiểm soát chưa chặt chẽ để khán giả dưới 18 tuổi vào xem phim Mai mà không phải xuất trình giấy tờ tùy thân, chánh thanh tra Lê Thanh Liêm khẳng định sẽ chỉ đạo ngay thanh tra Sở Văn hóa vào cuộc để kiểm tra, giám sát. Theo ông Liêm, nếu các rạp không làm nghiêm ngặt khi phát hiện sai phạm, thanh tra bộ sẽ xử lý. Việc này được quy định cụ thể ở nội dung về phổ biến phim trong chiếu rạp, phổ biến phim trên không gian mạng.